Đế Lâm bảo đừng lo lắng, em cứ lên sân khấu và ổn định mọi người, anh sẽ đến phòng thiết bị để kiểm tra tình hình xem sao. Được, anh cẩn thận đó. Y Y vội chạy đến hỏi, Khánh Tỷ, cúp điện rồi, phải làm sao bây giờ? Trước hết cứ ổn định mọi người, để các bạn diễn ngồi trong phòng chờ một chút, đừng hoảng. Ngoài ra, hãy đến gặp thợ điện của dạp để tìm hiểu nguyên nhân gây ra tình trạng mất điện. Được, để em đi làm ngay. Chợt lúc này Quân Khánh dường như nảy ra ý định gì đó. Còn khán giả bên dưới vô cùng hỗn loạn, cúp điện rồi sao lại như thế ai vậy sao dẫm lên chân tôi đừng lộn xộn chứ mọi người đừng loạn đã có người đi sửa thiết bị rồi tất cả ngồi xuống cứ ổn định nào bất ngờ tiếng hát nhẹ nhàng vang lên mọi người liền im lặng mà hướng ánh mắt về sân khấu trên tay quân khánh là một ngọn đèn ánh sáng mờ ảo làm tăng thêm sự thu hút với dung mạo và lời hát của cô những người trong nhóm cũng hết sức bất ngờ vì quyết định này của nhóm trưởng phía ban lãnh đạo cũng hối thúc mau chóng khôi phục điện càng sớm càng tốt đây không phải là chuyện đùa đâu lãnh đạo yên tâm, người của chúng ta đang điều tra rồi, mọi chuyện sẽ sớm khôi phục. Hiệu trưởng thầm nghĩ, cũng may có quân khánh phản ứng nhanh nhẹ, ổn định được mọi người. Chuyện này nếu có người cố tình hãm hại, chắc là gây rồi. Trong phòng thiết bị, Chu Thiếu Xuyên cười đắc ý, quân khánh, để tôi xem lần này cô còn diễn thế nào được. Chợt có tiếng bước chân đi đến. Hắn ta liền mở một cánh cửa mà vào trốn. Phù, cũng may không bị phát hiện. Vừa dứt lời thì tiếng bột vang lên. Hắn ngã ra đất mà ôm bụng kêu đau. Chết tiệt, thằng khốn nào dám đánh lão tử vậy hả? Đế Lâm đi đến siết cổ hắn mà nâng lên cao. Nói, ngươi đã làm gì? Tôi, tôi không biết anh đang nói gì. Đế Lâm bóp mạnh hơn, nói. Chu Thiếu Xuyên gần như muốn tắt thở. Hắn liền khai, tôi, tôi nói, tôi đã kéo công tắc an toàn xuống. Đế Lâm liền hất văng hắn ra. Rồi mở tủ thiết bị ra mà bật công tắc lên. Ánh đèn sân khấu lập tức phát sáng. Quân Khánh thầm bảo, tứ ca xử lý được rồi sao? Chợt lãnh mặc quay người chạy đi. Tại phòng điều khiển, nhanh lên, mau cắt đến câu thứ hai, còn ánh đèn nữa, theo sát ngay được, được, tôi làm ngay. Lãnh mặc đứng bên trên nhìn xuống quân khánh, trong lòng đầy mong chờ cô sẽ thành công. Quân khánh cũng đã bắt được nhịp và bắt đầu biểu diễn. Lúc này dường như những ánh mắt đã dồn về phía quân khánh. Phía sau cánh gà đế lâm cũng đã trở ra. Anh cũng ngạc nhiên khi thấy cô biểu diễn, với ngọn đèn leo lắt trên tay. Anh vỗ tay bốc bóp, bóp để cổ vũ quân khánh. Cô liếc mắt nhìn về phía anh. Hai người liền trao nhau bằng nụ cười hạnh phúc. Kết thúc phần biểu diễn, mọi người liền tung hô reo hò. Cả nhóm cũng xem như là hoàn thành tốt rồi. Lãnh Mặc vui vẻ bảo, "Cô ấy đã làm được, chúng ta thành công rồi. Quân tiểu thư sẽ tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình chứ?" Vừa mới mất điện là chuyện gì xảy ra vậy? "Quân Khánh tiểu thư, cô đã tính đến chuyện quay trở lại làng giải trí chưa?" "Mới vừa rồi không phải trong lời hát tôi đã hát rồi sao? Vốn là tôi chưa từng rời khỏi." Yy -y nói, "Khánh tỷ, có một vị tiên sinh chuyển lời, nói rằng xong việc thì chị đến văn phòng tìm anh ấy nhé." "Được, tôi biết rồi. Mọi người vào phòng thay đồ nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ trở lại ngay." Tại văn phòng. "Cậu cái đồ hư hỏng nhà cậu làm sao có thể làm ra chuyện tày trời này hà thật xin lỗi hiệu trưởng thật xin lỗi tôi chính là nhất thời hồ đồ tôi thề sau này sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế này nữa tôi hứa tôi tôi xin thề quân khánh bước vào thấy hắn ta liền nghĩ chu thiếu xuyên là anh ta làm sao đế lâm thấy quân khánh đi vào thì anh liền đứng dậy đi đến nắm tay cô đến ghế ngồi xuống chu thiếu xuyên thầm run rẩy anh ta anh ta là người chống lưng cho quân khánh đế lâm nói hiệu trưởng sự việc này ông định sẽ giải quyết như thế nào hiệu trưởng nói chu thiếu xuyên không còn đủ tư cách để làm lãnh đạo của hội sinh viên vì đã làm ra một chuyện tồi tệ như vậy tôi sẽ loại cậu ta ngay bây giờ và bị trục xuất khỏi hội sinh viên đồng thời kỳ luật cậu đế lâm đập tay xuống bàn tức giận nói chuyện tồi tệ sao đây rõ ràng là chuyện phạm tội đế tiên sinh cái này không đến mức là phạm tội anh lạnh lùng nói nếu các sinh viên không chỉ gây ra hỗn loạn mà còn xảy ra những vụ thương vong do dẫm đạp nhau trách nhiệm là ai chịu đế tiên sinh nói rất đúng chúng tôi sẽ đem chuyện này báo với cảnh sát đồng thời chính thức thông báo toàn trường chu thiếu xuyên đã làm chuyện ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn của sinh viên trường học quyết định lập tức khai trừ chu thiếu xuyên hoảng sợ đến bật khóc hiệu trưởng xin hãy tha thứ cho tôi đi tôi không dám nữa đâu mà hiệu trưởng nói với đế lâm ngài xem tôi xử lý như thế được không đế lâm liếc sang hỏi ý kiến của quân khánh cô hiểu ý thì gật đầu anh liền đi đến nắm tay cô sáng sớm ngày mai tôi muốn nhìn thấy tin tức này được xử lý và tôi không muốn nhìn thấy em gái mình bị bắt nạt một lần nữa tại đây đâu. Tuyệt đối sẽ không, tuyệt đối sẽ không." Đế Lâm còn buông thêm một câu đầy lạnh lùng, tốt nhất là như thế. Sau đó Quân Khánh đi đến phòng chờ, mọi người liền vui vẻ gọi, "Khánh tỷ, xã trưởng, cô nói sự việc đã được tìm ra, là do Chu Thiếu Xuyên đã cố tình tắt công tắc xuống. Hắn thế là quá mức rồi đây, chúng ta mau đi tìm hiệu trưởng đi, tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Tên khốn này, thật đáng khinh. Mọi người đừng lo lắng." Các lãnh đạo trường đều đã biết chuyện, hiệu trưởng cùng chủ nhiệm đều đang ở văn phòng. Xét thấy việc này vấn đề khá nghiêm trọng, nhà trường đã quyết định khai trừ Chu Thiếu Xuyên, đồng thời chuyển giao cảnh sát xử lý. Mọi người bảo, xử thế thì thật công bằng. Đúng thế, hắn ta đáng bị như vậy mà. Được rồi, không nói hắn ta nữa. Hôm nay các bạn đã làm rất rất tốt. Thân là xã trưởng, tôi thật tự hào về các bạn, đặc biệt là cậu, Lãnh Mặc. Đúng vậy, đúng vậy, cậu ấy đã vào phòng điều khiển chỉ đạo các hướng ánh sáng thật tuyệt vời. Mà Lãnh Mặc lại hát cực kỳ hay nữa chứ. Quân Khánh nói, "Trong lúc vui mừng thế này, nhưng tôi muốn gửi một lời xin lỗi đến mọi người, tối nay tôi bận việc khác mất rồi. Bù lại tôi sẽ sắp xếp một buổi ăn mừng vào tối mai, mọi người cứ chờ cuộc gọi của tôi nhé." Khánh tỷ, nếu chị bận thì cứ đi trước đi, em ở lại thu xếp trang phục và dọn dẹp đạo cụ một chút." Nói rồi y thầm nghĩ, hẳn là cùng người đàn ông đẹp trai anh tuấn mới nãy đi hẹn hò rồi. Một trợ lý ưu tú như mình đây, đương nhiên phải giúp chủ nhân sắp xếp ổn thỏa chứ. Vậy thì tôi xin phép đi trước, ngày mai gặp lại." Sau đó tại ký túc xá, dì chu đây là tứ ca của con anh ấy có thể theo con lên lầu lấy chút đồ được không được nhưng ký túc xá có quy định phụ huynh không được ở lại qua đêm lát nữa cậu phải xuống đấy nhé vâng ạ cảm ơn dì chu cô vui vẻ mà kéo tay anh đi vào trong thang máy cô tựa vào vai anh mà bảo nghe chưa không cho phép làm loạn ở đây đâu nha phụ huynh anh quay mặt lại đối diện cô cô liền đưa ngón tay lên ngăn cản này chợt anh cắn nhẹ ngón tay cô thế này có tính là làm loạn không cô xấu hổ đỏ cả mặt Thang máy vừa mở ra, cô vội chạy như bay, Tứ ca này, sao trình độ lại lên level cao thế chứ? Cô chạy một mạch vào phòng của mình. Tứ ca, anh ngồi nghỉ một lát đi, em đi tắm cái đã. Chợt Đế Lâm thấy một quyển sách trên bàn. Đây có phải là quyển sách mà Khánh Nhi đã nói trong điện thoại trước đây phải không? Anh liền lật ra xem, là những dòng chữ còn có hình minh họa. Đế Lâm là của tôi. Anh mỉm cười thầm bảo, nha đầu này, xem ra tâm tư đã có ý đồ khác từ lâu rồi. Đúng lúc này Quân Khánh từ phòng tắm đi ra anh liền hỏi cái này là do em vẽ sao anh đang nói gì vậy em từ lúc nào đã bắt đầu gọi thẳng tên của anh thế cô liền hét lên rồi lao đến ai cho anh nhìn trộm tranh của em thế em vẫn chưa trả lời anh đấy mau trả lại cho em vậy trả lời câu hỏi của anh cô giận dỗi quay người hừ em không muốn nữa anh luồng tay vào ôm lấy eo cô sau này tôi cho phép em có thể gọi tên tôi cô đỏ mặt ngạc nhiên rồi ngước lên gọi đế lâm anh nhẹ nhàng đáp ừm em muốn đặt cho anh một biệt danh mà chỉ có em mới có thể gọi anh như thế được vậy em muốn gọi anh thế nào chà cái này em phải suy nghĩ kỹ mới được à gọi là đại đầu gỗ đi anh ngốc như thế sao em mặc kệ anh chính là đại đầu gỗ của em là đại đầu gỗ của riêng em mà thôi được được nhưng không cho phép em gọi như thế trước mặt người khác cô ôm lấy cổ anh mà vui vẻ bảo yên tâm đi đây là bí mật của hai chúng ta thôi anh mỉm cười rồi từ từ lau tóc cho cô đại đầu gỗ hửm em chỉ là thử một chút xem anh có chấp nhận nó và đáp lại em không đương nhiên, vì đó là em. Rồi cả hai nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Đang miên man say đắm, thì tiếng cộc 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 vang lên. 9 giờ rồi, xin mời phụ huynh mau rời khỏi ký thúc xá. Cô buông anh ra mà đáp, dạ vâng ạ, cảm ơn dì Chu. Này, phụ huynh nghe rồi đấy, đi mau đi. Lát nữa em nhớ sấy tóc đấy, đừng để bị cảm lạnh. Cô thầm nghĩ, hôm nay tứ ca chắc đã đi đường dài để về đến đây, hẳn là rất mệt rồi, nên tìm nơi gần đây để anh ấy mau được nghỉ. Cô quay lại nói hay là chúng ta về căn hộ thiên thịnh cạnh trường học nghỉ ngơi nhé được tại trung cư thiên thịnh đây là căn hộ mà tứ ca đã mua cho mình nhưng trước giờ mình chưa từng đến anh bảo mật mã là sinh nhật của em cánh cửa mở ra cô liền ngạc nhiên mà thốt lên vào toàn bộ bức tường đều là bể cá có lẽ nào cô nghĩ gì đó rồi chạy nhanh lên cầu thang anh lo lắng bảo chậm thôi coi chừng ngã đấy cô lên lầu mở cửa phòng ra anh thực sự đã làm cho em một bầu trời đầy sao mọi tưởng tượng về căn nhà của mình đều được tứ ca thực hiện từng chút từng chút một anh ấy chưa bao giờ quên bất cứ lời hứa nào đã hứa với mình cô ôm lấy anh mà nhẹ giọng cảm ơn tứ ca tứ ca anh có thấy cảm giác này giống cảm giác lúc chúng ta mới gặp nhau hay không lúc ấy chúng ta cũng nằm trên bờ biển cũng ngắm bầu trời đầy sao thế này cả hai nhắm mắt lại cô nhẹ nhàng cất lên tiếng hát những hình ảnh quá khứ ùa về cô thì thầm hỏi nghe hay không anh nhẹ gật đầu rồi ôm lấy cô chúc ngủ ngon đại đầu gỗ của em ngày hôm sau thức rồi sao, mau đi rửa mặt đi nào. Quân Khánh đi đến bốc một quả dâu lên ăn, thì anh nắm tay cô lại, mau đi rửa mặt. Chợt cô hôn lên mà anh cái chụt, chào buổi sáng, đại đầu gỗ. Anh liền đút cho cô quả dâu, chào buổi sáng, dâu tây nhỏ. Cô đỏ mặt bảo, lưu manh. Em nói anh sao? Đừng nói là anh không biết tiểu thảo mai là gì nhé. Còn có ý nghĩa gì khác sao? Dâu tây là dâu tây mà. Cô nghe anh nói thì bất lực. À, không có gì, ăn đi. Cô thầm bảo, đại đầu gỗ chắc là thực sự không biết lát nữa anh phải đến xưởng đóng tàu tiệc ăn mừng tối nay của em anh kêu văn thanh sắp xếp nhé không cần đâu thuyền trưởng đại nhân em cũng có trợ lý cô ấy sẽ giúp em sắp xếp được rồi tối hôm nay chúng ta lại tới đây ở một đêm nữa được không anh đáp được em nghĩ anh cũng không dám cãi thưởng cho anh này cô thầm ngượng ngùng cảnh tượng này giống hệt như tiễn chồng đi làm vậy a à, chợt anh hỏi cô đang nghĩ gì đó rồi hôn vào má cô chụt anh đi đây hành động của anh càng làm cô thêm sững sờ hoa cả mắt mà bảo tối gặp lại Đế Lâm vừa bước ra khỏi cửa thì lấy điện thoại ra tìm kiếm, "Tiểu Thảo Mai", thì ra còn có nghĩa khác như thế. "Khánh Nhi, em ấy đúng là ngọt ngào như trái dâu mà." Quân Khánh sau đó đi đến gặp mọi người trong nhóm, Tư Vận thấy cô liền gọi, "Xã trưởng." Xã trưởng nhìn xem, "Video của chúng ta hôm qua đến nay đã đạt được 500.000 lượt xem rồi đấy." "Thật sao? Đâu để tôi xem." Tình hình loạn như vậy mà vẫn trầm tĩnh hát, thật đáng khen mà. "Quân Khánh thật quá tuyệt rồi, lần trước là nhảy siêu giỏi, lần này là hát quá hay." có bình luận lại nói, chắc chắn là cô ta hát nhép rồi. Là do chỉnh âm thanh thôi. Đám người này đều ngốc hết rồi sao? Tức chết tôi rồi, tôi nhất định phải mắng chết những tên hát tử này. Không có điện mà nhép, mà chỉnh cái gì chứ? Hừ, thật đáng ghét, những tên ăn nói lung tung tùy tiện thật là. Phản kháng kịch liệt. Đang mất điện mà vẫn có thể hát nhép được sao? Chỉ số IQ của bạn có phải là số âm không hả? Nhà trường đã đăng thông báo rõ ràng, bạn cố tình phá hoại sao? Không đọc bản tin ư? Quân Khánh bảo không cần phản hồi hay làm gì đâu tôi đã quen với các hắc bình luận này rồi, sẽ có một số người luôn không thích người khác mà. Chợt cô đưa mắt qua hỏi, y, y đâu rồi? Vừa rồi y nhận được một cuộc điện thoại, nên đã đi ra ngoài rồi. Đúng lúc này y hớn hở chạy vào, Khánh tỷ, Vãn tỷ vừa mới gọi điện thoại cho em nói, số đặc biệt kỷ niệm 10 năm của tạp chí thời thượng tiên phong, mời chị chụp ảnh trang bìa đấy. Khi tạp chí phát hành, em sẽ mua 100 bản, từng cái một tát vào mặt người nào dám nói xấu chúng ta, thật đáng ghét mà. Xã trưởng xuất hiện trên trang bìa tạp chí sao? vậy tôi cũng mua ủng hộ xã trưởng tôi cũng thế được rồi được rồi tất cả chỉ là những chuyện nhỏ nhặt chúng ta ở đây hôm nay để ăn mừng thành công của buổi biểu diễn mà tranh thủ vào bàn ngồi đi đồ ăn được mang lên rồi để có được màn trình diễn thành công như thế là công sức của tất cả mọi người chúng ta ở đây một lần nữa nâng ly để chúc mừng cho sự thành công nào tiếng cụm ly vang lên cùng tiếng hô vang cạn ly xã trưởng em cũng có một tin tức tốt câu lạc bộ của chúng ta đã được mời biểu diễn tại liên hoan nghệ thuật sinh viên đại học năm nay thế chúng ta có phải đã là một câu lạc bộ chính thức phải không, phải đặt tên rồi. Chúng ta trước đó chỉ có 9 người, nhờ thêm lãnh mặc mới đủ số lượng. Không bằng liền gọi là câu lạc bộ âm nhạc, 9 cộng 1, thứ nhất để kỷ niệm thời gian ban đầu của chúng ta rất gian nan, thứ hai là con số thập toàn thập mỹ, để chúng ta cùng nhau cố gắng hơn nữa. Tôi đồng ý, tôi cũng đồng ý. Vẫn là xã trưởng có văn hóa, cái tên này không tầm thường mà lại rất dễ nhớ. Vậy bây giờ chúng ta nên chuẩn bị các tiết mục cho buổi biểu diễn đó. Không thể chấp vá biểu diễn như thế này một lần nữa, lễ hội sắp tới là vào ngày lễ, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi nên sẽ rất gấp gáp đúng vậy chúng ta sẽ bước vào luyện tập khi kỳ thi kết thúc vào tuần tới tôi còn bận rộn công việc khả năng không có cách nào hướng dẫn kỹ từng người cho nên hôm nay tôi bổ nhiệm lãnh mặc sẽ trở thành phó xã trưởng thứ hai của câu lạc bộ chúng ta lúc tôi không có ở đây câu lạc bộ sẽ do hà tư vận và lãnh mặc giải quyết tình hình lãnh mặc bảo cái này tôi tôi không được tư vận nói lãnh mặc bạn đừng từ chối năng lực của bạn như thế nào tất cả mọi người ở đây đều biết sau này chúng ta cùng nhau cố gắng giúp đỡ xã trưởng quản lý tốt câu lạc bộ này anh ngập ngừng do dự chuyện này được chỉ là lần đầu tiên tôi tham gia câu lạc bộ thật không có kinh nghiệm gì có gì sai sót mong mọi người góp ý và giúp đỡ mọi người cùng cổ vũ cho phó xã trưởng mới nào sau đó mọi người trở về trên đường lãnh mặc nói với quân khánh tôi đã nghe theo gợi ý của cô đến tây anna để nói chuyện với họ thật sao nói chuyện thế nào rồi tôi cho họ xem những bài tôi đã viết những đoạn cô đã giúp tôi thay đổi giám đốc nói rằng nếu tôi không muốn bị hạn chế quá nhiều tôi có thể suy nghĩ ký hợp đồng chuyện này tốt mà tương đối thích hợp với cậu nhưng tôi chỉ có thể viết nhạc ca từ còn hơi lủng củng cô có thể giúp tôi không cậu đây đã tìm đúng người yên tâm đi chỉ cần ký hợp đồng cho dù là viết lời hay thay đổi điệu nhạc đừng lo lắng nếu lúc tôi không thể giúp tôi cũng sẽ tìm người khác giúp cậu cảm ơn cô muộn rồi để tôi đưa cô về nhé không cần đâu tôi có người đến đón rồi cậu về nhà cẩn thận nhé cô vừa lên xe đế lâm liền hỏi cậu ấy cũng là người trong câu lạc bộ của em sao tứ ca anh hôm nay có phải là ăn sủi cảo đúng không sao trên xe có mùi giấm nồng nặc thế nhỉ thấy anh cúi mặt ủ rũ cô liền nói cậu ấy đúng là thuộc câu lạc bộ chúng em ngoài ra trong câu lạc bộ còn có một số nam sinh khác nữa nhưng tất cả bọn họ cũng không đẹp trai bằng đại đầu gỗ của em nha anh không phải là không tin em anh chỉ là không thích nhìn thấy em cùng với những người con trai khác đi cùng nhau em biết nhưng hiện tại sự nghiệp của em chỉ mới bắt đầu khởi sắc em không thể để mọi người biết anh là bạn trai của em được anh có tức giận không khi nào em cảm thấy sẵn sàng thì lúc đó chúng ta công bố cũng không sao. Cảm ơn tứ. Không, cảm ơn anh yêu của em. Khụ, mau ngồi đàng hoàng đi, xe đang chạy đấy. Sau đó về căn hộ thiên thịnh. Ừm, yên tâm đi y, chị đã về đến nhà an toàn. Khánh tỷ, trợ lý của Dương lão sư, vừa mới gửi những bức hình chị chụp hôm trước qua rồi đấy. Chị vào email kiểm tra nhé, Khánh tỷ chị quá đẹp luôn. Đúng là tài chụp ảnh của Dương lão sự rất tốt. Cô ôm cái laptop chạy vào gọi, tứ ca, mau đến xem. Nhưng vừa mở cửa phòng anh ra, thì cô khựng lại vì Đế Lâm vừa mới tắm xong, còn chưa mặc áo. Nhìn cơ bụng săn chắc khóe miệng cô muốn chảy nước miếng ra ngoài. Cô xấu hổ bảo: "Lát, lát nữa em quay lại." Cô thầm nghĩ, tứ ca dáng người sao mà tuyệt như vậy chứ, cơ bụng tám múi đó. Đế Lâm hỏi: "Tìm anh có chuyện gì sao?" Cô thầm nhận ra, đúng rồi, hiện tại mình là bạn gái của anh ấy cơ mà, sao phải trốn tránh chứ? Hẳn là phải quang minh chính đại nhìn thẳng mới đúng. Cô quay lại nói: "Em muốn cho anh xem một số ảnh của em." anh quay lại hỏi ảnh của em sao cô giải thích chính là chợt nước từ trên người anh rơi bột bột xuống người cô làm cô khựng lại anh hỏi chính là cái gì cô một lần nữa ngượng ngùng quay mặt khụ chính là ảnh do em làm mẫu ảnh chụp được anh cầm lấy laptop bảo được rồi đi đến ghế mở ra xem đây anh nhìn thử xem có đẹp hay không là một bức ảnh cô chụp dưới nước anh nhìn tấm hình mà khuôn mặt đờ đẫn rồi đưa tay chạm vào bức ảnh cứ thế tưởng tượng ra cảnh mình chụp hình với quân khánh cả hai kề sát mặt mà âu yếm Lúc này anh bừng tỉnh mà hỏi cô, những bức ảnh này sẽ được phát hành trên tạp chí phải không? Đúng rồi, sẽ có ảnh bìa cộng với các trang bên trong, có thể chọn 4 hoặc 5 bức ảnh. Em cũng không biết họ sẽ chọn bức nào cho trang bìa. Phía sau còn nhiều lắm á. Đây là một bức ảnh chụp ngoại cảnh, nhìn xoái lắm đúng không? Bức ảnh này thì cũng được chụp dưới nước nè, có một dây dài đến 6 hoặc 7 mét đấy. Làm lúc em chụp. Mệt muốn chết luôn á, anh nhìn cô mà nở nụ cười vui vẻ. Hai người chúng tôi sống cùng nhau từ nhỏ đến lớn, bất trị bất giác, cũng đã 10 năm rồi cho rằng tôi đã hoàn toàn hiểu rõ cô ấy nhưng không ngờ khánh nhi ngày hôm nay lại có thể biến hóa thành nhiều phong cách như thế chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ khiến trái tim tôi loạn nhịp nhìn những bức ảnh này tôi thậm chí còn có chút ghen tị với vị nhiếp ảnh ra đó chợt anh gặp cái laptop lại mà rõng dạt những bức ảnh này anh đều không cho dùng vì sao mà không thể dùng chứ bọn họ sẽ sinh ra ý nghĩ xấu đối với em không có khả năng đó đâu sao mà không có khả năng những hình đó anh xem mà anh còn nói đến đây anh khựng lại quân khánh cười phá lên ha 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 rồi cô đè anh xuống a chẳng lẽ thuyền trưởng tiên sinh của chúng ta đang ghen sao khụ khụ tóm lại là tất cả những bức ảnh gợi cảm này đều không được phép nhưng bản quyền của những bức ảnh này không phải của em em nói ra cũng không tính vậy anh sẽ liên hệ phía tạp chí để đổi ảnh cô kéo tay anh lại tứ ca e rằng hiện tại in ấn lại cũng sẽ không kịp đâu với lại những bức ảnh này nhìn qua quy mô cũng không lớn lắm mà không cần thiết vậy đâu chỉ một lần này thôi sau này em hứa nhất định sẽ chú ý khi chụp ảnh được không vậy cô ra sức nài nỉ đại soái ca đại đầu gỗ anh yêu của em em xin anh đấy đế lâm không kìm được mà xoa đầu cô bảo duy nhất lần này mắt cô liền sáng lên rồi xà vào người anh không có lần sau tứ ca là tốt nhất tứ ca anh có đói bụng không trong tủ lạnh vẫn còn dâu tây đó dâu tây sao nhưng anh thích hương vị của em hơn nói rồi anh cắn nhẹ lên vai cô cả hai ôm lấy nhau mà lồng ngực đập thình thịch thình thịch anh thì thầm bảo Ngày mai em còn phải đi thi, ngủ sớm đi nhé." Cô thầm nghĩ, a, à, không ngờ Tứ Ca thật là mạnh mẽ. Hôm sau, tại đài truyền hình, phòng chờ của thí sinh, Khánh Tỷ, em đã đi đến năm sáu sạp báo, tất cả báo của thời thượng tiên phong đều đã bán sạch. Quân Khánh bảo, không thể nào. Sao lại không chứ, chị xem này, thật sự rất là hot luôn đó. Số báo mới nhất của thời thượng tiên phong đều bị giành mua, hiện tại khó có thể nào mua được trực tiếp. Quân Khánh nghi hoặc bảo, thật là kỳ quái, ai mà lại xa xỉ như thế? hiện tại đang chuẩn bị thi đấu chương trình, ca sĩ giấu mặt, tập trung trước cho phần thi cái đã. Lúc này tiếng của MC vang lên. Xin mời tất cả thí sinh vui lòng đeo mặt nạ và tập hợp trên sân khấu. Chợt có một cô gái gọi, Mrs. D. Xin chào, tôi là Tiểu Nguyệt Thỏ, là fan hâm mộ của cô đấy. Cảm ơn cô, đôi tay thỏ của cô thật dễ thương. Có một cô gái khác đi ngang qua, Tiểu Nguyệt Thỏ lại vui vẻ gọi lớn, Chu Chu, chào cô. Quân Khánh nhìn cô ta mà thầm bảo, thì ra cô ấy là Chu Chu cô ấy chỉ kém mình một điểm ở vòng sơ loại, có thể nói đây là đối thủ lớn nhất của mình. Tiểu Nguyệt Thỏ ôm chặt cánh tay Quân Khanh mà nhỏ giọng. Chu Chu cô ấy ghét tôi sao? Quân Khánh nói cô dễ thương thế này, sẽ không có ai ghét cô đâu. Chúng ta mau lên sân khấu thôi. Cô thầm bảo, thỏ con này xem mình như người quen sao? Lời đầu tiên, thay mặt ekip chương trình, xin chúc mừng các bạn đã xuất sắc lọt vào vòng bán kết. Hiện tại tôi sẽ phổ biến cho bạn các quy tắc của vòng bán kết như sau. 12 thí sinh sẽ được rút thăm ngẫu nhiên thi đấu đối kháng người chiến thắng sẽ được trực tiếp thăng cấp người thua cuộc sẽ có vòng thi phụ chọn ra hai người xuất sắc vượt qua cùng hoan nghênh ban nhạc tử cấm thành sẽ đồng hành cùng chương trình và mang lại cho chúng ta những âm thanh hết sức tuyệt vời trong thời gian chuẩn bị trước khi thi đấu mọi người có thể hẹn ban nhạc để tập dượt theo thời gian riêng của mình quân khánh gọi đạo diễn cho tôi hỏi nếu như thí sinh không may chọn cùng một bài hát để thi đấu thì phải làm sao đừng lo lắng chúng tôi đã nhận được các bài hát mà thí sinh sẽ thi đấu và kiểm tra không có bài trùng nhau nếu không có vấn đề gì khác, thì chúc các bạn sẽ có một phần thi thật tốt. Hiện tại chúng ta có thể giải tán rồi. Tiểu Nguyệt thỏ hỏi, Mrs. D, cô dự định sẽ chọn thời gian nào để diễn thử thế? Tôi vẫn chưa quyết định, còn tùy tình hình nữa. Đây có phải là bản nhạc của cô viết không? Cô có thể cho tôi biết cô sẽ hát bài hát gì không? Tôi rất thích các bài hát tiếng Anh của cô hát. Chợt Chu Chu Di đến bảo, xin lỗi, cho tôi qua một chút. Tiểu Nguyệt thỏ tiến lại quân khánh mà nói, Mrs. D, cô nhất định phải cẩn thận một chút, chúng ta được xem là những thí sinh giống nhau nhưng với cô ta thì hình như không cùng hạng người ác. Cảm ơn, tôi biết rồi. Tôi phải đi đưa bài hát cho ban nhạc xem qua, gặp lại sau. Cô thầm nghĩ, chỉ vừa mới gặp tiểu thỏ này, mà đã cố tình hỏi về tiết mục dự thi của mình, có phải là hơi quá cố ý không chứ? Còn tiểu nguyệt thỏ liếc nhìn quân khánh, mà nở nụ cười đầy gian xảo. Đế tổng, toàn bộ tại Bắc Kinh, nơi nào mua được, cơ bản chúng ta đã thu mua hết, ước chừng có khoảng 15 vạn bản. Thế thì chúng ta có tiếp tục nữa không ạ? Đế lâm đặt tờ tạp chí xuống bàn, cậu nghĩ xem bất ngờ quân khánh đi vào vẫy tay hô lớn chào tình yêu to bự đại nói đến đây cô khựng lại vì có văn thanh ở đây đế lâm cũng nhanh tay lật úp tạp chí xuống cô bụng miệng lại mà ngượng ngùng rồi bình tĩnh lại gọi tứ ca đế lâm ra hiệu văn thanh ra ngoài quân khánh thở phù cũng may kịp thời dừng lại và thay đổi thật có lỗi với đại đầu gỗ của em không biết có ai chán ghét em không mà toàn bộ tạp chí đều đã được thế lực nào đó mua hết sạch chờ thêm mấy ngày nữa bên tạp chí sẽ in cho em ấn bản bổ sung em sẽ mang đến cho anh xem sau nhé khụ khụ anh đã mua anh mua được thật sao sáng nay em đi tìm đều không có anh đỏ mặt bảo ý anh là tất cả đều là do anh mua cô nhìn cuốn tạp chí trên tay anh mà há mồm ngơ ngác rồi cười phá lên ha 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 tứ ca anh vậy mà ha 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 sao thế buồn cười như vậy sao không phải đại đầu gỗ thân yêu của em ơi anh không có lòng tin vào bạn gái mình hay sao sợ tạp chí của em không có ai mua hả anh chỉ là không muốn cho bọn họ nhìn thấy những tấm ảnh đó cô ngạc nhiên kêu lên hả vậy anh đã bao giờ nghĩ rằng vì chuyện này sẽ khiến cho mọi người nói em cố tình thổi phồng tên tuổi anh bảo ai dám chứ tạm thời thì chưa có nhưng nếu anh vẫn cứ tiếp tục thu mua như vậy chắc chắn sẽ có đến lúc đấy chẳng lẽ anh lại muốn mua miệng của tất cả mọi người sao bọn họ chỉ là nhìn thấy một vài bức ảnh mà thôi anh đừng hẹp hòi như vậy có được hay không chứ những người khác dùng tiền cũng chỉ có thể mua được ảnh của em nhưng chỉ duy nhất một mình anh có được cả trái tim em đế lâm cúi mặt hỏi anh có phải đã đi quá mức đại đầu gỗ cả người của em đều là của anh anh hà cớ chi phải quan tâm đến một vài tấm hình cô ngồi vào lòng anh mà cầm lên cây bút cô ghi lên cuốn tạp chí đại đầu gỗ thân yêu của tiểu dâu tây rồi cô nói toàn thế giới chỉ có một bản này thôi do bổn tiểu thư đặc biệt ký độc nhất vô nhị đấy chỉ thuộc về tứ ca thôi anh nhẹ giọng nói khánh nhi xin lỗi chợt cô nắm lấy cổ áo anh rồi hôn vào bờ môi anh hết sức ngọt ngào không sao đâu em tha thứ cho anh lúc này văn thanh bên ngoài thông báo đế tổng có mục tiên sinh tới, Quân Khánh liền đứng lên chạy ra cửa. "Đại Bạch ca." Mục Cẩm Bạch nói, "Anh có một vài người bạn vừa từ nước ngoài trở về, có mang theo một số đặc sản, anh nhớ lúc còn bé em rất thích ăn những thứ này, nên mang một chút qua cho em." Em không được khỏe hay sao mà mặt lại đỏ thế này? Cô lúng túng đáp, "A, em, ha ha, có đỏ sao, chắc mấy hôm nay do thời tiết có hơi nóng đó mà. Vậy em nên chú ý một chút, đừng để bản thân bị cảm đấy." "Đế tiên sinh, kỳ thật hôm nay tôi tới là tôi muốn đón Quân Khánh." Sáng mai tôi muốn dẫn em ấy đi bái tế mẹ một chút, cậu biết đấy, tôi chỉ có thể chọn đi vào sáng sớm vì lúc ấy còn ít người, cũng tiện hơn. Được, tôi sẽ kêu quản gia chuẩn bị bữa tối để hai người có thể trò chuyện. Không cần làm phiền đế tiên sinh vậy đâu. Anh nghe nói tạp chí của em bị người ta ác ý thu mua hết tất cả sao? Em đã đắc tội với ai sao? À thì, thật ra cũng không tính là ác ý thu mua đâu, cũng đều là chuyện nhỏ thôi mà. Gia nhập vào ngành giải trí thì không có chuyện nhỏ, họ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Quân Khánh đáp, đúng 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 chợt cô đưa mắt nhìn lên bàn mà thầm thốt lên a à, trên bàn còn một số quyển chưa được cất vào cô liền đẩy anh trai trong phòng này ngộp quá chúng ta ra ngoài đi dạo đi nha lúc này đế lâm bảo văn thanh mau mang tất cả tạp chí đã mua đó trả lại thị trường đi văn thanh nói các nhà sách lớn có thể dễ nói chuyện nhưng e rằng các tiệm nhỏ rất có thể không hoàn lại tiền vậy thì cứ cho họ nhận lại miễn phí mau chóng làm càng nhanh càng tốt văn thanh thầm thở dài đế tổng thật là vì ngũ tiểu thư mà lấy tiền đổ xuống sông xuống biển a à. Hai, người có tiền đúng là tùy hứng. Một lúc sau trên bàn ăn, Quân Khánh nói hai người cứ từ từ trò chuyện đi nhé, em lên phòng thu dọn một ít đồ rồi sẽ xuống. Bạch Cẩm Mục nói, chuyện Tiểu Khánh tự sát, tôi đã tra rõ ràng rồi, đã trách lầm cậu, thật xin lỗi. Chuyện quá khứ, không cần nhắc lại. Được, không nói quá khứ, vậy nói hiện tại đi. Tiểu Khánh có phải là đang yêu đương không? Đế Lâm nghe vậy thì phụt ra rượu đang uống. Khụ khụ, Mục Tiên Sinh, sao lại đột nhiên hỏi chuyện này? Đứa nhỏ này, vấn đề tình cảm tôi thực sự không yên tâm lắm. Bởi vì trước kia có chuyện đó. Đế Lâm ngắt lời, "Mục Tiên Sinh không cần lo lắng, tôi cam đoan, chuyện như lần trước sẽ không bao giờ xảy ra nữa." Mục Cẩm Bạch nói, "Gần đây tôi thấy em ấy có vẻ rất thân thiết với một nam sinh, tên là Lãnh Mặc. Tôi cố tình kiểm tra thông tin chi tiết về tên tiểu tử đó, cảm thấy thằng bé cũng không tệ." Đế Lâm liền tức giận nói lớn, "Hai người đó chỉ là bạn học, không có thân thiết gì ở đây cả. Đồng thời tôi cũng hy vọng Mục Tiên Sinh không nên can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của Khánh Nhi nữa, nhưng tôi là anh trai của con bé." đế lâm tối mặt bảo tôi là người chợt anh khựng lại rồi nói tiếp tóm lại chuyện của khánh nhi tôi đều biết tôi tự biết có chừng mực nhắc nhở anh không cần lo lắng nhưng mà lúc này quân khánh quay lại hỏi hai người không phải lại cãi nhau nữa chứ mục cẩm bạch cười xòa nào có đâu bọn anh chỉ là đang nói chuyện về rượu nho đế tiên sinh mời tất cả đều là người một nhà sao còn gọi nhau xa lạ như vậy chứ em yêu cầu hai người từ đây phải gọi tên nhau hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau đầy miễn cưỡng cẩm bạch đế lâm chúng ta cùng cạn ly sau đó ca anh cảm thấy đế lâm người này như thế nào ừm tính tình có chút quái quái nhưng nhìn chung cũng không tệ lắm quân khánh thầm cười trong lòng quả nhiên muốn để ca tiếp nhận đế lâm thật sự chắc là rất khó nhưng hôm nay cũng xem như là một khởi đầu tốt đẹp đi sáng sớm hôm sau mục cẩm bạch cùng quân khánh đi đến phần mộ của mẹ bên cạnh có một tấm bia nhỏ cẩm bạch nói tấm bia nhỏ bên cạnh là do ông ta một mực làm cho em lát nữa anh sẽ phá bỏ nó mẹ người nhìn xem con hôm nay dẫn ai đến này mẹ là con đây tiểu khánh của mẹ đây ạ à. anh bảo tiểu khánh đến gần đây đi tiểu khánh chúng ta đem những đồ vật của em đã mang đến cùng trôn xuống đây nhé mẹ là con bất hiếu không có năng lực bảo vệ người con đã tố cáo bọn người đó với pháp luật những tên khốn đó sẽ không bao giờ có cơ hội làm chuyện xấu nữa nước mắt cô cứ thế rơi xuống kêu lên tách tách cô khóc nấc lên lúc ấy con nhớ đã hứa với mẹ bất luận thế nào con đều sẽ cố gắng sống tốt mẹ à con đã làm được con đã làm được. Anh ôm cô an ủi, mẹ ở trên trời nhìn em như thế, chắc chắn cũng rất vui. Cẩm Bạch cầm cái sảnh lên, để anh xử lý cái này. Anh vun tay tính đập lấy tấm bia nhỏ, thì một tiếng nói lớn vang lên. Dừng tay, Cẩm Bạch, con làm gì vậy hả? Quân Khánh liền nhận ra ông ta, a, à, là chú. Bất ngờ Cẩm Bạch hất tay ông ra mà quát, tránh ra. Quân Khánh đỡ lấy ông mà hỏi, chú không sao chứ? Chú không sao, hai người quen nhau. Cẩm Bạch kéo Quân Khánh lại, ông mau tránh xa em ấy tôi nói lại lần nữa cho ông nghe em gái quân khánh của tôi chưa chết nên ông hãy chấp nhận cho tôi đập ngay nó đi ông run rẩy nói ta biết con đau lòng cho quân khánh nhưng con không còn là một đứa trẻ nữa con phải chấp nhận thực tế quân khánh không bao giờ trở về nữa đâu cẩm bạch ném cái sẻng xuống đất em ấy không trở về nữa vậy ông có biết cô gái này là ai không nếu như ông khi đó không từ bỏ em ấy đã không cần phải trôi giạt khắp nơi nhiều năm như vậy ăn nhờ ở đậu rồi nếu như ông sớm một chút đem em ấy tìm trở về em ấy đã không phải chịu khổ nhiều như vậy ông tròn mắt kinh ngạc cô gái này là bó hoa trên tay ông cũng rơi xuống đất ông run rẩy đưa tay tới quân khánh mà gọi con con thật là quân khánh sao ông đừng đụng vào em ấy ông chẳng phải đã có con gái riêng của mình sao chẳng phải đã có gia đình riêng rồi sao sao còn giả vợ ở đây nhận chúng tôi làm gì nữa chứ hay là lập luôn một mộ bia ghi tên tôi lên đó luôn đi cẩm bạch bố tiểu khánh chúng ta xuống núi thôi cẩm bạch đừng đi các con nghe ta giải thích một chút đi mà chợt ông vấp phải bó hoa mà ngã xuống ca, ông ấy ngã rồi. Ông từ từ đứng lên bảo, không sao, ta không sao. Cẩm bạch hừ lạnh rồi bảo, chúng ta đi thôi, kệ ông ta đi. Đúng lúc này trợ lý của mục lão ra đi đến. Thiếu ra, cẩm bạch làm lơ mà tiếp tục bước đi. Quân Khánh vội nói, chú ơi, mục tiên sinh vừa bị ngã trong kia, chú nhanh vào xem ông ấy đi. Vâng vâng, cẩm bạch hỏi em đã từng biết ông ấy sao? À, lần trước lúc em đến chỗ anh, dưới hầm gặp phải mấy tên tiểu lưu manh, là ông ấy đã giúp em đuổi bọn họ. Tiểu Khánh, thật xin lỗi, cô vui vẻ bảo có thể tìm lại được anh trai của mình em đã rất mãn nguyện rồi tiểu khánh chúng ta mãi mãi là anh em không có chuyện gì quan trọng hơn cả cô thầm nghĩ đại bạch ca em biết anh vẫn còn quan tâm đến bố rất nhiều trước khi tiễn cô trở về anh căn dặn đừng vì những chuyện nhỏ nhặt này mà ảnh hưởng đến tâm trạng của em đó nhớ hay cố gắng thi thật tốt vào anh cũng phải thế vui vẻ lên chút đi cô liền đi đến phòng luyện đàn vòng bán kết cũng sắp diễn ra mình sẽ tranh thủ thời gian này cố gắng luyện thật tốt tiết mục dự thi cô bước vào thì lãnh mặt ngạc nhiên anh lúng túng nói à quân khánh sáng nay không phải cô có bài kiểm tra trên lớp sao tôi đến để luyện tập may có cậu ở đây giúp tôi luyện luôn nhé hả tập tập cái gì hả đừng giả vờ nữa cậu đã sớm biết tôi là ai mà ờ sao lại nói thật với tôi chứ tôi tin cậu sẽ không bán đứng tôi đâu đúng chứ đương nhiên sẽ không cho nên chờ cái gì nữa chứ còn không mau bắt đầu đi đây chính là vũ khí bí mật của tôi đấy cứ thế hai người cùng nhau luyện tập một lát sau Khánh tỷ, ở đây. Vãn tỷ, chị vừa đi công tác trở về, sẵn tiện ghé thăm em một chút, gần đây em cũng gây không ít tiếng vang nha. Ha ha, chắc được lên hot search là thói quen của em luôn rồi. Những cái này cũng không phải là tin xấu, đối em có lợi mà vô hại, có thể xem đây là màn khởi động cho sự trở lại chính thức của em. Đây là lịch trình chính thức đầu tiên chị đã sắp xếp cho em, xem thử đi. Trời ạ, Khánh tỷ sẽ tham gia, tinh quán quân sao? Đây là chương trình thi đấu thể thao hot nhất năm ngoái đấy. Khánh tỷ, chị không biết chương trình này sao? Nhiều ngôi sao giành chiến thắng trong cuộc thi này đều thu hút rất nhiều fan hâm mộ và còn nhiều sự nổi tiếng khác nữa. "Chị vẫn bảo, em hãy suy nghĩ và chọn ra hạng mục em chắc, chắc chắn nhất, chị sẽ đăng ký cho em." Yy -y nói, "Chạy bộ thì tính thi đấu rất mạnh, bơi lội thì phải lộ ra dáng người, đây là những hạng mục hot nhất." Khánh tỷ, nếu chị am hiểu bắn tên cũng có thể, sẽ có nhiều ảnh chụp cận cảnh, nhiều ngôi sao cũng đang cạnh tranh để tham gia." Quân Khánh nói những cái đó đều quá phổ biến lại tầm thường. "Em lựa chọn đấu kiếm." Chị Vãn cùng Y đều kinh ngạc. Khánh tỷ còn biết cả đấu kiếm sao? Lúc trước khi còn học cấp 3, tôi đã luyện tập cũng được vài năm. Được, vậy chọn đấu kiếm. Đúng rồi, tuần này thời thượng tiên phong sẽ tổ chức sự kiện có đi thảm đỏ, đây xem như là lần đầu tiên trở lại chính thức của em, nhất định phải chuẩn bị tốt, chị sẽ tìm cách mượn cho em một bộ lễ phục đẹp nhất. Vãn tỷ bận như vậy, không cần lo cho em, chuyện lễ phục em có thể tự lo được. Được, vậy về phần make up, chị sẽ giúp em liên hệ với Lâm Đông Thành, lúc đó em trực tiếp đi đến phòng làm việc của anh ấy, làm mẫu tạo kiểu vãn tỷ chị thật lợi hại á có người tạo mẫu nổi tiếng như lâm đông thành make up cho khánh tỷ chắc chắn là đẹp tuyệt mỹ luôn rồi chút chuyện này thể diện của chị vẫn có thể đảm bảo được chị là người quản lý của em các mặt khác cứ để chị lo cho em chỉ cần thể hiện mặt hoàn mỹ nhất của mình khiến cho giới giải trí lần nữa trầm trồ chấn động càng tốt vâng cảm ơn vãn tỷ đến tối quân khánh nói đại bạch ca một mình mà mua ba bộ lễ phục thì quá lãng phí rồi em chỉ cần bộ đầu tiên là được sau này em chắc chắn sẽ tham gia nhiều hoạt động tương tự chuẩn bị thêm vài bộ cũng tốt mà được 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 cảm ơn anh vậy em đi luyện bài hát đây đừng thức khuya quá nghỉ ngơi sớm đó vâng vâng em biết rồi lúc sau đến lâm đi đến từ bên ngoài nhìn vào đã thấy cô ngủ thiếp đi anh nhìn những bộ váy trên máy rồi thầm bảo nha đầu này thiếu quần áo vậy mà cũng không nói với mình một tiếng anh gõ một lúc rồi nhấn enter rồi đi ra ngoài đóng cửa nhẹ nhàng tôi vừa gửi mail cho cậu trong đó là toàn bộ váy cần mua chuẩn bị ngay cho tôi ngày hôm sau dĩ nam báo với mục cầm bạch hết mẫu đó rồi vậy lấy những mẫu còn lại dạ không phải một cái mà cả ba cái đều bị mua hết rồi ạ cậu chắc chắn vâng tôi vừa liên hệ họ nói rằng tối qua đã bị mua hết rồi liên hệ gấp với nhà thiết kế bảo họ sắp xếp gửi ảnh những chiếc váy hiện có cho tôi tôi chọn lại vài bộ nói rồi cầm bạch gọi cho quân khánh tiểu khánh thật xin lỗi những lễ phục em yêu cầu tối qua đều bị người khác mua hết rồi anh sẽ giúp em chọn vài bộ khác sẽ không làm chậm trễ việc sử dụng của em đâu không sao đâu lần này em chỉ cần chọn một bộ thôi thật sự là không cần dùng nhiều vậy em đợi tin của anh sau nhé cô quay lại nói với y y phù cuối cùng cũng xong khổ quá mà khánh tỷ khó khăn vẫn còn phía sau buổi chiều chị còn phải đến câu lạc bộ tập luyện đấu kiếm nữa buổi tối thì luyện tập với ban nhạc thời gian rảnh còn phải tập luyện ở câu lạc bộ sân khấu nhạc kịch đừng nói nữa chị đều biết rồi để chị yên tĩnh một chút trời ạ rõ ràng nghĩ đã xong sao mà vẫn còn nhiều việc vậy chứ nào là tập đấu kiếm tập luyện ở câu lạc bộ còn luyện tập vòng thi ca sĩ giấu mặt dưới mức tải trọng cường độ cao như vậy cuối cùng cũng tới thứ sáu buổi tổng duyệt cuối cùng trước khi chương trình ca vương giấu mặt lên sóng tiểu nguyệt thỏ đến nói mrs d tôi thấy cô vừa chơi vĩ cầm rất tuyệt mau uống chút nước nghỉ ngơi đi quân khánh cầm lấy bảo cảm ơn rồi lại đặt xuống cây vĩ cầm này thật đặc biệt a à, chắc cô đã chơi rất lâu rồi nhỉ quân khánh vội tránh sang một bên cũng được vài năm rồi chu chu nói mrs d cô đây là cố a à, đây là một cây vĩ cầm cũ nhỉ tôi có thể xem một chút không? Quân Khánh đáp, được. Vào, vân gỗ rất đẹp, xem ra cô bảo quản nó rất tốt. Tiểu Nguyệt Thỏ nhìn hai người vui vẻ mà sụ mặt. Rồi đứng dậy bảo, hai người nói chuyện, tôi đi nhà vệ sinh một chút. Cô ta nhìn Chu Chu bằng ánh mắt đầy nguy hiểm. Rồi cố tình đá vào chân Chu Chu, khiến Chu Chu mất đà té xuống đất, đồng thời cây đàn cũng văng ra. Quân Khánh hốt hoảng gọi Chu Chu. Thật xin lỗi, là do tôi không cẩn thận. Không sao đâu, cô không bị thương ở đâu chứ. Quân Khánh thấy vết chảy đỏ ở trên tay Chu Chu mà kinh ngạc đúng lúc này mục cẩm bạch đi đến hỏi có chuyện gì vậy tiểu nguyệt thỏ liền nói a mục thần vừa rồi chu chu không cẩn thận làm vĩ cầm của mrs d rơi xuống đất đấy quân khánh vội nói không sao em mới vừa mới kiểm tra rồi bởi vì dưới sàn đều là thảm nên vĩ cầm cũng không bị va đập nhiều với lại em biết chu chu cô ấy cũng không phải cố ý cẩm bạch thầm bảo thật may đúng là không có hư hao gì anh nói lát nữa là trực tiếp phát sóng tôi không hy vọng lại xuất hiện bất cứ chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn nữa tất cả mọi người trở lại phòng chờ của mình đi. Tiểu Nguyệt Thỏ nói, Mrs. D, đừng trách tôi lắm lời, coi chừng cô bị người khác lợi dụng đấy, nhớ giữ đàn của mình thật tốt nha. Vậy cô cũng đừng trách tôi lắm lời. Chuẩn bị thi đấu rồi, cô tốt nhất nên chú tâm vào chuyên môn đi. Đừng làm dối mọi chuyện. Mrs. D, cô đây là có ý gì? Tôi có ý gì, lòng dạ cô chắc chắn biết rõ. Nói rồi quân khánh vội đi nhanh về phía trước mà gọi, chu chu. Thật xin lỗi, giờ tôi có nói gì chắc cô cũng không tin, nhưng tôi, tôi thật không phải là cố ý, không sao, cây đàn của tôi cũng không bị gì. Cô không cần bởi vì chút chuyện nhỏ này mà để ảnh hưởng tới thi đấu. Cảm ơn cô, Mrs. D. Trong phòng chờ, Khánh Tỷ uống chút nước ấm đi, giúp giữ ấm cổ họng. Khánh Tỷ xem kìa. Cô nhìn qua màn hình, khán giả bên ngoài hô lên, Mrs. D. Cố lên. Mrs. D. Quán quân chắc chắn thuộc về cô. Hiện tại fan hâm mộ của chị là nhiều nhất ở đây. Ước gì hôm nay chính là trận chung kết, chờ Khánh Tỷ cầm giải quán quân. Lúc đó tháo mặt nạ xuống, mọi người trầm trồ nghĩ thôi là thấy sướng rồi a à. được rồi đủ rồi em chưa nghĩ qua chuyện nếu giải quán quân không phải chị lúc đó tháo mặt nạ xuống hẳn là hơi mất mặt a suy 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 không cho nói điểm xấu được 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 không nói không nói chợt cánh cửa vang lên cốc cốc ý ý đến mở cửa thì có một người tới giao đồ vào hộp quà này đẹp quá đi không biết của ai ta chị có muốn mở nó ra bây giờ không được em mở ra đi ý ý mở ra thì đó là một bó hoa tươi giói, kèm với tấm giấy nhỏ có ghi Y, y đọc to, đế phu nhân, cố lên. Quân Khánh liền giật lấy mà thầm bảo, tứ ca, anh đã đến xem thật sao? Y, y hỏi, xem ra đây là do anh rể tặng nha. Đi đi đi, đi làm việc của em đi. Cô cầm bó hoa mà vui vẻ, rồi bẻ lấy một đóa găm lên vành tay của mình. Tứ ca, màn biểu diễn hôm nay của em là dành cho anh. Chúc mừng Chu Chu, đạt được 495 điểm. Trước mắt đây là số điểm cao nhất của vòng bán kết, ca sĩ giấu mặt hôm nay. Chuẩn bị tới cô biểu diễn rồi, mau chóng ra sân khấu nào. Tiểu Nguyệt Thỏ nói với Quân Khánh, chỉ còn lại hai chúng ta PK thôi. Cô ta có ý ôm lấy Quân Khánh để tăng tinh thần thi đấu, cố lên, cố lên. Nhưng ý đồ thực sự của cô ta là cây đàn, lại bị Quân Khánh nhận ra, mà né tránh được ý đồ gian xảo của cô ta. Xin mời Tiểu Nguyệt Thỏ. Quân Khánh nhìn cô ta biểu diễn mà thầm ngạc nhiên, cái này so với lúc diễn tập lúc không giống, cô ta rõ ràng đã đổi bài hát. Ca khúc này hình như có phần giống với. Bất ngờ phần thi của cô ta được 496 điểm. Cảm ơn mọi người, hy vọng mọi người sẽ thích màn trình diễn hôm nay của tôi. Xin hỏi đối thủ của cô là Mrs. D, người đã giành được số điểm cao nhất trong vòng loại, cô có cảm thấy áp lực không? Mrs. D là một người bạn rất tuyệt. Tôi cũng mong cô ấy có thể phát huy tốt nhất màn trình diễn của mình. Tôi không cảm thấy áp lực, vì bất kể là ai thắng cũng được. Tình bạn giữa chúng tôi mới là cái đáng quý nhất. Ha ha, rất tốt, vậy chúng ta liền cho 10 vị tuyển thủ cuối cùng, Mrs. D. Quân Khánh từ từ bước ra sân khấu, cùng với cây đàn trên tay cô nhẹ nhàng cất tiếng, ánh trăng sáng, chiếu dọi đến tận cùng trong trái tim tôi. Bên dưới mọi người im lặng lắng nghe một cách chăm chú. Cẩm bạch cũng nhắm nghiền mắt mà cảm nhận những giai điệu. Ánh trăng sáng cũng chiếu dọi đến tận cùng khắp chân trời. Tại nơi đây, thật muốn có thể mãi ở bên cạnh anh. Cô vừa hát vừa mường tượng đến cảnh ở bên đế lâm. Câu hát ngưng thì tiếng đàn vang lên. Chợt cây đàn vang lên một tiếng bụp. Rồi lập tức một dây đàn bị đứt, bặc. Mọi người đều sửng sốt lo lắng cho cô. Chỉ riêng tiểu nguyệt thỏ nở nụ cười thỏa mãn đế lâm cũng vội đứng phán dậy trước sự ngạc nhiên của mọi người đạo diễn liền quay vào trong nhanh nhanh giúp cô ấy đổi cây đàn khác Chợt ông quay ra nhìn quân khánh mà bảo không cần đổi nữa quân khánh nhách môi cười nhẹ chỉ bị đứt một đoạn a thôi chỉ cần chỉnh lại nhịp điệu một chút thì không có vấn đề gì chỉ huy cô ấy thay thế chuỗi a bị đứt bằng bằng hai chuỗi khác khả năng ứng biến này cần phải có kinh nghiệm rất nhiều năm mới có thể thành thạo vậy được giàn nhạc cũng không thể làm cản trở cô ấy được mục cẩm bạch thầm cổ vũ tiểu khánh cố lên em chắc chắn làm được. Quân Khánh trên sân khấu vẫn tập trung biểu diễn phần thi của mình, ai nói mong ước ánh trăng là không thể. Chỉ cần có hy vọng, giang hai cánh tay, thì đã có thể ôm được ánh trăng và ôm cả anh. Mọi người đồng thanh hô lên, bình chọn, bình chọn, bình chọn. Số điểm cuối cùng của Mrs. Day là 512 điểm. Xin chúc mừng Mrs. Day đã thăng cấp thành công trong vòng bán kết này, đồng thời cô ấy là người có số điểm cao nhất trong số các thí sinh. Chúng ta cùng dành cho cô ấy một chàng pháo tay nào. Đế Lâm đứng phía dưới thầm vui vẻ, tiểu nha đầu này, thật không ngờ. MC hỏi, không biết hiện tại cảm xúc của cô thế nào? Có lời gì muốn gửi tới khán giả không? Thật lòng cảm ơn mọi người rất nhiều. Trong lúc xảy ra sự cố như thế, có tất cả các bạn vẫn luôn ủng hộ tôi. Tôi cảm thấy thật vinh hạnh. Cả khán phòng lúc đó chắc cũng hồi hộp đến mức không dám thở. May mà Mrs. D ứng biến nhanh lẹ, sự việc nhanh chóng được cứu vãn. Bây giờ chúng ta cùng nghe giám khảo nhận xét nhé. Còn có thể nói gì nữa đây? Một màn trình diễn hoàn hảo tuyệt mỹ, không có điểm nào có thể bắt bẻ được quá tuyệt, hèn gì cô ấy ngoài biểu diễn ca hát còn phải thêm đàn mới chịu, khả năng ứng biến quá cao, tôi cảm giác sắp bị đoạt mất chén cơm rồi a. À. Nếu có cơ hội, tôi muốn mời cô làm khách mời cho concert của tôi đấy. Mục Cẩm Bạch thì nói, biểu hiện của bạn vượt ngoài mong đợi của tôi, thật muốn nhìn thấy nhiều tài năng của bạn hơn nữa, trong trận chung kết sắp tới. Cảm ơn các vị giám khảo đã khen ngợi tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng không để cho mọi người thất vọng. Nói rồi cô nhẹ nhàng lấy bông hoa trên vành tay xuống. Cô thầm bảo, tứ ca, anh vẫn đang xem chứ, em vì anh mà trình diễn bài hát này anh là ánh trăng của em, là niềm tin của em. Tiếp theo là trận đấu hồi sinh, hai thí sinh nào có thể may mắn thăng cấp đây, mời các vị tiếp tục chờ xem nhé. Quân Khánh đi vào bên trong thì y y gọi lớn, Khánh tỷ, rồi ôm chầm lấy cô, chị thật quá tuyệt vời rồi, em xém bị hù chết luôn đấy. Không sao rồi, Chu Chu đi đến bảo thật xin lỗi, tôi thật rất xin lỗi. Không có gì, chuyện này không liên quan gì đến cô. Chợt lúc này Tiểu Nguyệt Thỏ đi ngang qua, trên ngón tay cô ta bị thương. Quân Khánh thầm bảo, chắc chắn là cô ta. Khánh tỷ, có chuyện gì sao? Cô ta chính là người động tay động chân vào đàn của chị. Cái gì? Em sẽ đi vạch trần cô ta ngay. Y y, đừng bốc đồng, chúng ta còn trong cuộc thi, đợi đến lúc kết thúc, cô ta tháo mặt nạ xuống, lúc đó xử lý vẫn chưa muộn. Sau đó tại phòng khách biệt thự, Đế Lâm bảo anh có chuẩn bị cho em một ít đồ. Hửm? Đúng lúc này Mục Cẩm Bạch đi đến. Tiểu Khánh, lễ phục anh đặt cho em đến rồi đây này. Em thử xem, nếu không vừa, anh sẽ cho người đến xem lại và chỉnh sửa cho em. Không cần phiền toái như vậy, tôi đã sắp xếp cho cô ấy sẵn rồi nói rồi đế lâm vỗ tay ra hiệu quản gia liền đem quà của mình ra mục cẩm bạch thầm ngạc nhiên đây không phải là lễ phục mình đã chọn trước đây sao đế lâm thầm đắc ý để anh ta nếm thử mùi vị bị hớt tay trên là như nào cẩm bạch nói những chiếc váy này rõ ràng là tôi đã chọn cho tiểu khánh xem sao cậu lại là người mua nó đế lâm hỏi anh chọn tất cả chúng sao vậy chỉ có thể nói là do trùng hợp thôi cẩm bạch tối sầm mặt bảo quản gia đem thêm chiếc váy này cũng treo lên đi để tiểu khánh thích bộ nào thì lựa chọn mặc bộ đó thế rồi đế lâm cùng cẩm bạch đồng thanh nói mời em lại đây chọn nào cô tháo mồ hôi thầm bảo oh my god hai con quỷ ấu trĩ này lại nữa rồi ngũ tiểu thư hay là cứ mặc thử trước đi rồi hãy quyết định xem sẽ chọn bộ nào nhé được giờ em sẽ vào trong thay lễ phục hai người ở đây không được cãi nhau đấy ngoan ngoãn chờ em thay xong bước ra một lúc sau cô mặc bộ váy hở đùi đi ra hỏi cái này thế nào cả hai đều dứt khoát không được thế cái này cổ áo quá thấp chân váy quá lộ bộ tiếp theo vẫn không vừa lòng hai người cô thầm hừ lạnh hai người họ có lẽ chỉ hợp nhau tại lúc này cô gắt gỏng hỏi hai vị cái này không chịu cái kia không được vậy sao mua làm gì cẩm bạch nói cũng không phải tất cả là anh mua đế lâm nhíu mày nhưng hình như tất cả mẫu đều do anh chọn quân khánh tức giận quát lên ngày mai em muốn mặc cái gì là chuyện của em không cần hai người lo hừ là anh chọc cô ấy tức giận rồi kìa mà này dây đàn của khánh nhi bị đứt chỉ là ngoài ý muốn sao cẩm bạch nói dây đàn trước đó là do chính tay tôi chỉnh lại từng sợi chắc chắn không thể vô cớ bị đứt được tôi đã cho người đi điều tra chuyện này rồi xem ai mà dám ra tay hãm hại được vậy chuyện này tôi sẽ không nhúng tay vào tôi sẽ thông báo cho cậu khi có kết quả điều tra tôi có việc về trước nói một tiếng với tiểu khánh giúp tôi đế lâm đi vào gõ cửa thì quân khánh bên trong nói lớn đang chọn đồ miễn tiếp chuyện anh liền tự ý mở cửa ra thấy cô ngồi ủ rũ trước những bộ đồ khó chọn đó đế lâm đi đến nói mặc bộ màu xanh lam đi anh chấp nhận sao bộ màu lam đó là do đại bạch ca mua đấy. Anh nghịch mũi cô bảo, sau này, anh sẽ học cách rộng lượng hơn. Cô ôm lấy anh, vậy để sự kiện lần sau, em nhất định sẽ mặc chiếc váy anh mua nhé. Được, nhưng những bộ đã thử lúc này, không cho phép mặc. Cô vui vẻ đáp, biết rồi biết rồi. Sau đó tại buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, thời thượng tiên phong, Khánh Tỷ đã đến lượt chị đi thảm đỏ. Quân Khánh đáp, ừm. Rồi từ từ tiến vào thảm đỏ với bộ váy màu xanh lam. Vào, tiên nữ đẹp thế này là ai vậy nhỉ? Là Quân Khánh phải không? thật sao cô ấy quá đẹp rồi phương minh hử lạnh cô ta vừa đến lại thu hút sự chú ý hết rồi xem tôi ngăn cản cô như thế nào cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi sắp tới bộ phim của tôi sẽ được công chiếu hy vọng mọi người đón xem nhé đây là lần đầu tiên tôi tham gia đóng phim có vấn đề gì mọi người cứ thoải mái đóng góp ý kiến với tôi còn đối với best look thì tôi nghĩ là tùy duyên đi dù sao thân phận tôi còn thấp phương minh vẫn ba la ba la không chịu xuống mọi người bên dưới liền bàn tán tại sao cô ấy vẫn chưa xuống còn biết bao người đang xếp hàng đợi sao cô ấy vẫn nói chuyện thật sự là không hiểu quy tắc mà thời gian thảm đỏ có hạn nếu cô ta như thế thì người phía sau sẽ không có thời gian phỏng vấn quân khánh thầm bảo người đi phía sau mình cũng sắp đến đợi người đó đến đây chắc chắn sẽ mất lượt phỏng vấn của mình đây là lần đầu tiên trở lại công khai của mình chắc chắn không thể để bị hủy vậy được quân khánh liền bước lên gọi a à, phương tỷ lâu rồi không gặp ừm đã lâu không gặp các phóng viên liền phỏng vấn quân khánh Quân Khánh tiểu thư, có phải cô định tái xuất lại trong sơ bít đúng không? Để vào được thời thượng tiên phong, có người nói cô nhờ vào quan hệ, với chuyện này không biết cô có muốn giải thích gì không? Quân Khánh từ tốn nói, trong khoảng thời gian này, tôi đã cố gắng rất nhiều, vừa học tập, vừa rèn luyện, hy vọng mọi người sẽ thấy một Quân Khánh hoàn toàn khác khi trở lại. Còn nói tôi dựa vào quan hệ, ha ha, có nằm mơ tôi cũng bật cười cho tới tỉnh. Có tin đồn rằng, chính cô đã cướp trang bìa vốn đã định cho Phương Minh tiểu thư, xin hỏi chuyện này là thật sao? Quân Khánh ôm lấy cánh tay Phương Minh mà bảo. Chuyện đó hoàn toàn là một sự hiểu lầm, tôi và Minh Tỷ đây thật sự rất thân thiết. Có đúng không, Minh Tỷ? Cô ta sợ mặt đáp, tất nhiên, những lời đồn đều là bịa đặt. À, cô ký tên chưa? Bút của cô này. Minh Tỷ đừng đi vội, chúng ta cùng chụp tấm hình nào. Sẵn dịp này xóa tan sự hiểu lầm không đáng có, được không? Hả, cái này, đương nhiên là được. Hai người cùng tạo dáng chụp hình. Có người nói, cái này đúng là không so sánh thì không có đau thương. Phương Minh dù trang điểm đậm như thế nào, nhìn cũng nhạt nhòa so với quân khinh. Không ngờ Quân Khanh cũng có chút tài năng đấy, dám làm Phương Minh mất mặt thế này. Phương Minh quay người rời đi, cô nhanh ký tên đi, tôi đi xuống trước đây. Chợt cô ta chật chân mặt mày tái mét la lên. Minh tỷ cẩn thận, chú ý an toàn đấy. Đồ tiểu tiện nhân, cứ chờ coi, xem tôi như thế nào chừng trị cô. Chợt mọi người reo lên, a, à, Mục Thần cùng Trình tổng tới. Mục Cẩm Bạch đi cùng Trình Tuấn, người sáng lập thời Thượng Tiên Phong. Trình tổng, thầy Mục, chào hai người. Tôi nhớ cô, cô là cô gái trang bìa tạp chí số này của chúng tôi, tài năng xuất chúng nha. Trình tổng quá khen rồi, tôi tên là Quân Khánh, về sau còn xin Trình tổng chiếu cố nhiều hơn. Cẩm Bạch hỏi, Trình tổng, hay là chúng ta cùng chụp chung bức ảnh được không? Tất nhiên là được chứ, rất tốt. Thế rồi ba người cùng chụp một bức ảnh. Và Mục Cẩm Bạch cùng Quân Khánh nheo mắt tạo dáng chụp chung. Phương Minh tức giận đến bốc hỏa, con tiểu tiện nhân đó, thế mà lại dụ được Mục thần sao? Lúc này MC nói, sau 10 năm không ngừng nỗ lực vươn lên, hôm nay là ngày kỷ niệm của thời thượng tiên phong chúng ta, chúng ta cùng hô lên sinh nhật vui vẻ nhé. Mở màn cho buổi tiệc hôm nay là ca sĩ nổi tiếng Hứa Tử, cô ấy sẽ trình diễn bài hát Thế giới song song, chúng ta cùng vỗ tay chào đón Hứa Tử nào. Quân Khánh thầm bảo, bài hát này cho Hứa Tử thật là không uổng công. Mục Cẩm Bạch nhắn cho Hứa Nam Đức, giám đốc âm nhạc, ca khúc mới này của Hứa Tử rất tuyệt. Đúng vậy, người này bán cho chúng ta ba bài hát đều là tinh phẩm, chắc chắn đều sẽ thành hit. Nhưng tiếc là cô ấy không muốn ký độc quyền với chúng ta, nhưng tôi cũng đã kết bạn với cô ấy, khi nào ra sản phẩm mới thì sẽ ưu tiên công ty chúng ta. Cẩm Bạch hỏi cô ấy tên là gì? biệt danh là kẹo dâu. Bạch Cẩm thầm cười, ha, biệt danh này cũng thật là tùy tiện đặt quá rồi. Quay lại chương trình, cảm ơn Hứa Tử đã mang đến cho chúng ta một màn trình diễn hết sức tuyệt vời. Tiếp theo sau đây mời nghệ sĩ trang bìa của số báo đặc biệt năm nay lên sân khấu và ký tên vào áp phích của chúng ta. Lần lượt theo thứ tự sẽ là diễn viên nổi tiếng Tần Lập Trinh, hoa hậu quốc tế, người mẫu Lan Thuyền, nghệ sĩ thực lực Quân Khánh. Quân Khánh ở phía sau Lan Thuyền thầm nghĩ, bóng lưng này nhìn có chút quen mắt nha. Trước hết 13 vị cùng chụp chung một tấm ảnh nào. Đồng thời, tôi xin phép tuyên bố, người chiến thắng cuối cùng của Best lúc tối nay là Quân Khánh tiểu thư, xin chúc mừng cô. Quân Khánh thầm ngạc nhiên, là mình sao? Lan thuyền ôm lấy cô, chúc mừng, mau qua đó đi, mọi người đang đợi cô đấy. Cảm ơn. Xin mời người sáng lập thời thượng tiên phong, Trình tổng, lên trao giải ạ. Trời ạ, không nghĩ tới người đó lại là Quân Khánh nha. Phương Minh thầm nghiến ngầm, Quân Khánh, vốn đó là trang bìa tạp chí của mình mới đúng. Mọi vinh quang đêm nay cũng đáng lẽ sẽ thuộc về mình. Sau khi chương trình kết thúc, Quân Khánh bước ra ngoài vui vẻ với bó hoa trên tay. "Khánh tỷ, chị còn cười được ư, có chuyện không hay rồi?" Quân Khánh ngạc nhiên hỏi, "Sao thế? Y y liền mở bình luận cho cô xem." Trong bài đăng của Quân Khánh, mọi chuyện đã qua, hôm nay bắt đầu lại. Trong đó có bình luận, Quân trừng mắt, mau cút ra khỏi showbiz đi. Ngày ngày đều cọ nhiệt của Minh tỷ, muốn nổi tiếng đến điên rồi sao? Đúng là loại người tiểu nhân mà còn cướp trang bìa của minh tỷ nữa sao không nhìn lại gương đi hả lần sau đừng cắt cổ tay nữa trực tiếp cắt cổ luôn cho rồi đi đây chắc chắn là do phương minh thuê người bình luận rồi không thì chúng ta xóa bài hoặc là đóng bình luận quân khánh bình thản đâu cần phiền phức như vậy quân khánh cũng lên weibo mà đăng vừa nãy những người tin tưởng và ủng hộ tôi tôi muốn thật sự cảm ơn các bạn là các bạn tiếp cho tôi sức mạnh khiến tôi dũng cảm hơn những người chửi tôi và châm biếm tôi tôi cũng phải cảm ơn các bạn là các bạn giúp tôi kiên cường hơn thời gian sẽ chứng minh sau đó nói, Phương Tiểu Thư đã giúp tôi bây giờ, vậy chúng ta phải cọ sát lưu lượng của cô ấy cho tốt. Chị Quân, ý chị là gì? Ngày mai em sẽ biết thôi. Cái gì vậy? Chị Quân chị lại đố rồi. Bình tĩnh đi, giờ đi về phía trước rẽ trái rồi cho chị xuống. Ê, chị muốn đi đâu? Đi gặp một người. Một bên khác, đế tổng, Weibo của ngũ tiểu thư, đế lâm xem qua thì tức giận hỏi, mấy tên cạn bã này từ đâu xuất hiện? Văn Thanh cho biết, những người này chắc là đã bị đối phương thuê rồi. Vì trang biệt số báo đặc biệt của thời thượng tiên phong, bị ngũ tiểu thư chiếm lấy, cho nên đế lâm ra lệnh toàn bộ phong sát hết đi, bọn họ đây là bạo lực mạng, công kích người khác. Ngay lúc này quân khánh đi vào gõ cửa, cốc cốc, khánh khánh, biết anh hôm nay tăng ca, nên em đặc biệt đến đây với anh. Anh cũng quan tâm đến Weibo của em sao? Đế lâm ngại ngùng nói, anh chỉ tình cờ xem được thôi. Văn Thành lặng lẽ rời đi mà nghĩ, là một trợ lý khôn ngoan, quan trọng nhất là phải hiểu chuyện, rồi lui xuống một cách âm thầm. Văn Thanh vừa rời đi, Đế Lâm liền nắm lấy tay Quân Khánh dặn dò, Khánh Khánh, trên thế giới này không phải có ai cũng lương thiện. Nếu không may em nhìn thấy, hoặc nghe thấy chuyện gì đó gây bất lợi cho em, em cũng đừng để ý đến nó. Anh đang nói về chuyện trên Weibo sao? Loại chuyện nhỏ nhặt này, em căn bản không quan tâm chút nào đâu. Anh cao mày nghĩ. Trước đây, Khánh Nhi từng bị mắng vì cầm ngược micro trên sân khấu. Không biết lần này cô ấy thực sự không quan tâm, hay chỉ giả vờ trước mặt mình. Anh lo lắng đến tâm trạng của quân Khánh liền nói, hay là bây giờ chúng ta ra nước ngoài đi du lịch vài ngày, cho khuây khỏa đi được không? để anh gọi Văn Thanh sắp xếp máy bay ngay lập tức. Quân Khánh liền ôm lấy Đế Lâm. Tứ ca, lần này em không muốn bỏ trốn đâu. Nhưng mà, không nhưng nhị gì hết. Em biết anh làm việc vất vả, em cố tình mua chút đồ ăn khuya cho anh này. Ta đã có gà rán, khoai tây chiên và cả cô ca nữa. Không cho phép anh nói mang đi vứt. Hôm nay em là best look, em quyết định. Quân Khánh liền đút cho Đế Lâm một miếng. Ngoan quá, đây mới là đại đầu gỗ của em chứ. Một phút 30 giây sau, cả hai đã ăn sạch sẽ quân khánh đứng dậy thì có chút khó chịu em sao thế không sao chỉ là giày mới nên có chút đau chân anh liền ngồi xuống xót xa sao không nói sớm bất ngờ anh bế cô lên đi chúng ta về nhà tứ ca em có nặng quá không nặng sao em là quá gầy rồi cô lại hỏi thân hình tệ lắm sao đế lâm toát mồ hôi không phải anh không nói dáng người em chỉ là nếu em ăn nhiều thêm trên một chút sẽ khỏe mạnh hơn vậy thân hình của em có được không đế lâm bị hỏi vấn đề này thì đỏ mặt vội quay sang hướng khác né tránh. Quân Khánh thấy vậy liền hỏi. Anh chê em đúng không? Nói bậy. Vậy thì, anh có thích nó không? Lần này anh dứt khoát đáp. Rất thích. Quân Khánh liền thì thầm vào tai anh. Thế thì được. Mặt anh như tiếp thêm lửa mà đỏ ửng. Đừng làm loạn. Đại đầu gỗ, anh sao thế? Đế lâm thiệt thả đáp. Anh, anh hiện tại có chút nóng. Chuyển cảnh lúc này tại phòng ngủ của quân Khánh. Đế lâm cẩn thận bôi thuốc cho quân Khánh. Quân Khánh không hài lòng mà nghĩ. Hừm, cái tên đại đầu gỗ này vừa rồi còn tưởng rằng anh ấy đã giác ngộ nhưng hóa ra vẫn là rất ngốc một lát sau được rồi sáng mai anh sẽ đến thay thuốc cho em sẽ nhanh hết thôi mấy ngày này nên đi đứng cẩn thận một chút tứ ca thật tuyệt vời quân khánh lại nghĩ cơ hội không có thì tự mình tạo ra vậy nghĩ rồi quân khánh đứng dậy nói em đi thay quần áo đây ừm um, anh dọn xong sẽ đi ngay tứ ca chờ một chút sao thế dây kéo váy em hình như bị mắc kẹt rồi anh đi vào thì thấy quân khánh đang cố với lấy dây kéo để anh giúp em đế lâm từ từ kéo dây kéo xuống để lộ bờ lưng nuột nà trắng loãn của quân khánh đã thế bà quân khánh còn ngồi ưỡng ra như thế làm đế lâm tăng nhiệt độ nhanh chóng cả người nóng phừng phừng mồ hôi thì tuông ra nhễ nhãi quân khánh quay lại mỉm cười tứ ca đây là cơ hội dành cho anh đấy nhưng không đế lâm đã rút tay lại mà quay đi được rồi phần còn lại em làm tiếp được rồi ngủ ngon vừa dứt lời anh đã đóng dầm cửa lại quân khánh ngơ ngác hả đại đầu tứ ca này cũng thật đúng là ra bên ngoài đế lâm thở phù phù lấy lại bình tĩnh Lúc này Văn Thanh nhắn tin đến cho anh. Đế Tổng, sự việc trên Weibo đã điều tra ra là do một người tên Phương Minh thao túng. Đây là một nghệ sĩ trong công ty của Mục Cẩm Bạch. Đế Lâm liền lấy điện thoại gọi cho Mục Cẩm Bạch. Để nghệ sĩ của mình ước hiếp em gái mình. Thế mà còn xứng đáng làm anh trai sao? Tôi cũng vừa tra ra được, tôi sẽ lập tức xử lý ngay. Đế Lâm liền hét lớn. Sau này tôi không muốn thấy cô ta xuất hiện trong làng giải trí nữa. Nếu không làm thì để đích thân tôi làm. Mục Cẩm Bạch liền ném điện thoại cái bộ. Trợ lý của anh nói. Mục Tổng tôi vừa kiểm tra, Hợp đồng của Phương Minh còn 3 năm rưỡi nữa. Mục Cẩm Bạch gằn giọng, phong sát cô ta đi, từ đây về sau không bao giờ cho cô ta xuất hiện nữa. Phong sát sao? Mặc dù Phương Minh không phải đỉnh lưu, nhưng cũng là nghệ sĩ thuộc top. Mục Tổng, ngài đang nói đùa sao? Mục Cẩm Bạch cau mày, tôi không có tâm trạng để nói đùa với các người đâu. Ông có hiểu tôi đang nói gì không? Làm ngay đi, ngay bây giờ. Được. Mục Tổng, bên phía Dương Lão sư và tòa soạn thế nào rồi? Tất cả đều đã liên hệ và họ đã đăng lời giải thích trên Weibo rồi ạ bên này phương minh đang lẩm nhẩm dám ăn hiếp tôi ư hừ thật không biết trời cao đất rộng rồi đột nhiên trợ lý hốt hoảng chạy vào phương tỷ trên weibo còn chưa kịp nói thì bên ngoài có người đạp cửa đi vào tôn ca có chuyện gì sao chat cô có biết cô đã gây ra cho tôi rắc rối lớn như thế nào không hả phương minh chưa biết chuyện liền ôm mặt hỏi tôn ca anh như thế là sao có chuyện gì ư cô còn hỏi tôi có chuyện gì mướn người tấn công quân khánh trên weibo có phải là cô làm hay không phương minh chối bỏ quân Quân Khánh, không, em với cô ta không quen. Cô còn diễn, mau lên Weibo xem sự việc mà cô đã gây ra đi. Phương Minh bị đẩy ngã xuống đất, công ty đã quyết định phong sát cô rồi. Cô tự mình giải quyết cho tốt đi. Cô ta nghe thì hốt hoảng, phong sát? Trên Weibo đã thông báo, chính bên phía tạp chí và tôi là người quyết định sử dụng trang bìa, không phải cô Quân Khánh. Tôi có thể đảm bảo điều đó bằng danh dự của mình và tôi chắc chắn không đi cửa sau. Thời thượng tiên phong luôn cam kết dẫn đầu xu hướng thời trang và trang bìa của chúng tôi cũng không phải chỉ dựa trên sự nổi tiếng. Bìa là kết quả bình chọn và thảo luận của các biên tập viên của tạp chí, và cô Quân Khánh đã được nhất trí chấp thuận. Cô ta đọc được liền tái mặt mũi, chuyện này, chuyện này sao có thể. Bên Weibo của Mục Cẩm Bạch cũng đính chính thông tin. Phương Minh xem liền rơi điện thoại. Chuyện này, làm sao có thể xảy ra được chứ? Sau đó liền quay lại cầu xin. Anh, em sai rồi, anh cứu em với. Tôn ca giật mạnh tay ra. Phương Minh, tôi hiện tại chính thức thông báo với cô, công ty đã thu hồi tất cả các phúc lợi dành cho cô rồi không cho cô tiếp nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào đồng thời cũng không được phép phát biểu trên bất kỳ phương tiện truyền thông đại chúng nào nếu cô dám làm thêm bất kỳ hành động sai trái nào công ty tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô đâu tôn ca tôn ca dù cô ta có gọi thế nào thì cũng vô dụng tôn ca đi ra ngoài và đóng sầm cửa lại phương minh vẻ mặt thất thần mà lẩm nhẩm xong rồi tất cả đều kết thúc rồi trợ lý định đến an ủi phương tỷ thì cô ta chụp lấy tay trước kia là chị có lỗi với em hiện tại chị cũng chỉ có em. Còn chưa nói xong thì trợ lý quay lưng bỏ chạy. Phương Tỷ, công ty vừa thông báo với em rằng, ngày mai em sẽ trở thành trợ lý cho nghệ sĩ khác rồi. Thật xin lỗi chị, chị nghỉ ngơi sớm một chút đi. Không, không, ngay lúc này tại hoạt động bên ngoài trường. Triệu Y thích thú. Khánh Tỷ, chị quá tuyệt rồi, mọi thứ đều nằm trong dự đoán của chị. Nhất là bài đăng của Mục Thần trên Weibo đúng là quá hot rồi. Em đã quyết định kiếp này, kiếp này em sẽ là fan trung thành của Mục Thần. Sẽ không bị lung lay, và cũng sẽ không bao giờ phản bội anh ấy. Quân Khánh liền hỏi, vậy chị ở đâu? Ngày xưa không nhớ lầm, em cũng từng nói rằng là fan trung thành của chị mà. Triệu Y liền ôm lấy Quân Khánh, chị là nữ thần của lòng em, mục thần là nam thần của lòng em, không có mâu thuẫn à? Được rồi, đừng có mà định nữa, Hà Tư Vận và các bạn khác đang chờ chị đấy. Quân Khánh vừa mở của vào Tư Vận đã vẫy tay, chào xã trưởng, chào Y. y. Quân Khánh lấy ra mấy bản kế hoạch, các bạn cầm lấy xem qua nhé, đây là kế hoạch tập luyện của chúng ta. Nếu như có vấn đề về thời gian, tôi sẽ sắp xếp lại tư vận xem xong thì hỏi chủ đề lần này của chúng ta là không sai chính là cái này lãnh mặc như do dự điều gì đó liền nói nhưng mà quân khánh cắt ngang không nhưng nhị gì hết lễ hội lần này có bốn câu lạc bộ nhạc kịch tham gia ba câu lạc bộ kia đã thành lập khá nhiều năm và có tiền để phát triển rất lớn rồi đặc biệt là câu lạc bộ của mục tuyết thanh đã có quá nhiều tác phẩm kinh điển vì thế chúng ta càng không thể đi con đường bình thường được lãnh mặc nghe vậy thì đồng ý được thôi vậy nhé triệu y sẽ giải thích cho các bạn biết chi tiết cụ thể tôi còn có hẹn với huấn luyện viên nên đi trước đây quân khánh đang đi thì có người gọi quân khánh khánh nhi con có thời gian không quân khánh im lặng một lúc rồi nói gần đây có một cà phê có chuyện gì chúng ta đến đó nói đi được 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 con lên xe đi ta chở con đi quân khánh ngay sau đó liền lên xe nhưng cảnh này đã bị thẩm nhược lan nhìn thấy đó hình như là quân khánh sau đó tại một quán cà phê khánh nhi con muốn uống gì nước suối được rồi ông không cần phải cố gắng lấy lòng tôi như vậy ông muốn nói gì cứ nói thẳng đi ông ấy ấp úng ta biết ta biết ta không cầu xin sự tha thứ của con ta chỉ là muốn hỏi những năm qua con sống có tốt không có khỏe hay không tôi sống rất tốt vậy hiện tại con đang ở đâu ta không phải muốn dò xét hành tung của con ta chỉ là muốn giúp con sắp xếp mọi thứ tốt một chút đương nhiên ta không phải muốn dùng tiền để đền bù chỉ là muốn vì con làm một vài việc tôi hiểu nói rồi quân khánh nghĩ nếu không phải vì có mối quan hệ huyết thống mình đã coi ông ấy như một vị trưởng bối đáng kính. Năm đó khi hai người ly hôn, Đại Bạch ca cũng có về thăm mình và mẹ. Còn đối với bố, mình hầu như không có ấn tượng gì. Rồi nói, ông không cần tận lực vì tôi làm gì cả, tôi sống rất tốt. Nghe Đại Bạch ca nói, ông đã có gia đình riêng của mình, nên tôi không muốn làm phiền cuộc sống của ông đâu. Nếu như ông không có chuyện gì khác để nói nữa, vậy tôi xin phép đi trước. Quân Khánh đứng dậy nghĩ thầm, nếu ông quả thật quan tâm đến tôi thì lẽ ra đã phải đến từ sớm rồi. Ông ấy thấy Quân Khánh nói vậy thì tái mặt, rồi đột nhiên đứng dậy giữ lấy tay Quân Khánh, "Khánh Nhi, ta xin lỗi, tất cả đều là lỗi của ta, ta biết con đã chịu nhiều cực khổ rồi, ta, ta." Toàn bộ cảnh hai người giằng co đã bị Thẩm Nhược Lan đứng bên ngoài chụp lén. Cô ta cười thầm, "Ha, không nghĩ tới Quân Khánh vậy mà lại là tiểu Tam được bao nuôi như thế." Bên trong Quân Khánh rút tay lại, "Bây giờ nói những chuyện này, đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Sau này, ông đừng đến tìm tôi nữa." Quân Khánh đi thẳng ra khỏi quán cà phê, trước đây khi không có bố mình vẫn sống tốt, sau này cũng sẽ như vậy tại câu lạc bộ đấu kiếm phòng thay quần áo quân khánh hỏi chuyện trong câu lạc bộ nhạc kịch em đã sắp xếp xong hết chưa rồi ạ à, mọi thứ em đã nói lại với hà tư vận cùng lãnh mặc hết rồi có hai người đó lo chắc chắn không có vấn đề gì đột nhiên triệu y, y đứng lên nói nhỏ khánh tỷ chị nhìn xem bên kia có phải điền hân không cô ấy trước đây là sao nhí rất nổi tiếng đấy bất ngờ cô ta đi đến chào hỏi a à, đây không phải là nghệ sĩ quân khánh sao cô cũng đến đây để học đấu kiếm là kiếm liễu hay kiếm chém chào cô tôi học kiếm chém. Wow, thế là trùng hợp quá rồi, tôi cũng học kiếm chém. Sau này có duyên chúng ta nói chuyện nhé. Trước sự niềm nở này của Điền Hân, Quân Khánh ngượng cười. Được thôi, Quân Khánh nhìn cô ta nghĩ thầm. Người này có cảm giác thật quen thuộc, hình như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải. Lúc này có người gọi, Hân tỷ, găng tay của chị đây. Cô ta liền đi lại nói nhỏ, giúp tôi tháo miếng băng cá nhân này ra đi, để vậy đeo găng tay không được thoải mái, cũng nhiều ngày rồi, chắc là đã hết. Tay của chị vẫn ổn chứ? Không sao. Quân Khánh dường như phát hiện ra gì đó. Điền Hân lại nhìn Quân Khánh nói. Gặp lại cô sau nhé. Ừ, gặp lại sau. Nói rồi cô ta đi ra đóng dầm cửa lại. Quân Khánh nhìn theo nói. Y, y, em có cảm thấy người đó rất giống một người không? Cô ấy hai năm nay đang chuyển mình từ một ngôi sao nhí đi lên. Át hẳn là đã thử qua rất nhiều phong cách. Khánh tỷ, chị nghĩ người này là... Quân Khánh đáp. Tiểu Nguyệt Thỏ. Cái gì? Làm sao có thể? Giọng điệu của cô ấy rất giống với Tiểu Nguyệt Thỏ và hôm đó cô ta đã làm dây đàn bị đứt nên tay phải sẽ có một vết thương tóm lại bất luận có phải cô ta hay không thì chúng ta cũng phải cẩn thận nhiều hơn tốt nhất không nên động tới cô ta vâng tuyệt đối không để cô ta có cơ hội làm gì chúng ta nữa một lát sau quân khánh thay trang phục rồi đi ra tiểu khánh đến rồi sao vâng ạ xin lỗi huấn luyện viên trương em có chút việc bận nên đến hơi trễ không sao em là cây mầm tốt nhất mà tôi đánh giá cao nhất lúc còn ở trường đấy miễn là nền tảng vẫn còn ở đó em sẽ sớm lấy lại được cảm giác như trước đây thôi. Lúc này có người gọi. Huấn luyện viên Trương ơi, anh có điện thoại. Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại một xíu. Huấn luyện viên Trương cứ đi đi, tôi khởi động trước tìm lại cảm giác một chút. 15 phút sau, thấy có người đi lại chỗ mình Quân Khánh hỏi, "Huấn luyện viên, anh nghe điện thoại xong rồi sao?" Người đó không nói gì, chỉ giơ kiếm lên. Quân Khánh tự hỏi, "Đây là muốn đấu sao?" Quân Khánh cũng giơ kiếm lên. Bất ngờ người đó vụt kiếm về phía Quân Khánh, Quân Khánh nhanh chóng đỡ lấy và phản đòn đột nhiên người đó khen rất tốt quân khánh nghe giọng liền hỏi anh không phải huấn luyện viên trương anh là ai nếu cô thắng tôi sẽ nói cho cô biết quân khánh không có hứng thú liền quay mặt rời đi nhàm chán đột nhiên người đó vụt kiếm về phía quân khánh rồi nói cô đã thua quân khánh liền nghĩ đúng là một người kiêu ngạo rồi cô cũng quay lại mà tấn công xoẹt xoẹt hai chiêu đã khống chế hắn thế thì hòa thôi chưa chắc video xin tạm dừng tại đây cảm ơn các bạn đã đón xem hết video đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video tiếp theo nhé chúc các bạn có một ngày vui vẻ xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau